đường băng sân bay Vinh đứt vỡ, hãng đề xuất khách đổi chuyến đi Thanh Hóa. Khách có chuyến bay nội địa đi đến Vinh ngày 3 tháng 7 có thể hoàn vé, đổi chuyến khác và được hãng hỗ trợ. Khách đi chuyến quốc tế cũng được hỗ trợ tới sân bay khác để tiếp tục hành trình. Do sự cố nứt vỡ đường băng, các chuyến bay đi và đến cả hàng không quốc tế Vinh bị tạm hoãn trong ngày 3 tháng 7. Các hãng hàng không sau đó phải thông báo hủy nhiều chuyến bay đến đi sân bay Vinh, đồng thời đưa ra các chính sách hỗ trợ hành khách. Theo các hãng hàng không, sự cố nứt vỡ đường băng tại cảng hàng không quốc tế Vinh là sự cố bất khả kháng làm nhiều đường bay bị ảnh hưởng dây chuyền dẫn tới chậm chuyến. Các hãng bay khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời mong hành khách thông cảm. Về chính sách hỗ trợ, Bamboo Airways cho biết hành khách có thể lựa chọn hoàn vé với chuyến bay đi đến Vinh của hãng bị ảnh hưởng hoặc đổi miễn phí một lần duy nhất sang chuyến bay cùng chặng trong vòng 72 giờ tính từ giờ khởi hành cũ nếu chuyến bay còn chỗ. Một lựa chọn khác, hãng đưa ra là đổi chuyến bay trạng Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Vinh ngày 3 tháng 7 thành trạng Thanh Hóa Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa kèm hỗ trợ chi phí di chuyển đường bộ 200.000 đồng một người từ Vinh Thanh Hóa hoặc chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội kèm hỗ trợ chi phí di chuyển đường bộ 300.000 đồng một người Vinh Hà Nội chi phí di chuyển đường bộ sẽ nhận tại sân bay đi Bamboo Airways khẳng định đang nỗ lực phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị tại các sân bay để hỗ trợ tối đa các hành khách có hành trình bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Vietnam Airlines cho biết đã bố trí hành khách nối chuyến đi Melbourne, Australia, di chuyển đường bộ từ Vinh tới Thọ Xuân để bay chuyến Thọ Xuân Thanh Hóa tới Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo kịp giờ bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Melbourne, Australia. Ngoài ra, hãng cũng hỗ trợ đặt lại vé cho hành khách có nhu cầu đổi ngày giờ bay khác lên các chuyến bay khác và hỗ trợ di chuyển đường bộ. Ngày 3 tháng 7, Vietnam Airlines phải hủy các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Vinh. Các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh gồm VN 1264, VN 1265, VN 1268, VN 1269, VN1266, VN1267, giữa Hà Nội và Vinh gồm VN1717, VN1718. Sáng ngày 3 tháng 7, chuyến bay VN1261 Vinh Thành phố Hồ Chí Minh không được cất cánh và đã quay trở lại bãi đỗ. Chuyến bay VN1262 Thành phố Hồ Chí Minh Vinh đã đổi hướng hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa. Theo cảng hàng không quốc tế Vinh, sau khi phát hiện sự cố, các đơn vị liên quan đã thông báo cho tạm hoãn các chuyến bay để tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố. Nhà thầu đang thảm lại mặt đường băng nơi xuất điện vết nứt. Sân bay quốc tế Vinh có một đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45. Sân đỗ máy bay có diện tích 38.438m2, đáp ứng cho 7 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga hành khách khởi công từ tháng 4 năm 2014 và đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2015 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Vinh có 21-26 chuyến bay phục vụ hành khách.